Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình. Hôm nay mình sẽ lại tìm hiểu về một cái con cảm biến tiếp theo ở trên những cái dòng xe phun xăng điện tử. Cụ thể ở đây là một cái con cảm biến MAP, là con cảm biến MAP. Nó là cái con cảm biến áp suất cổ hút trên động cơ. Đấy. Thì là cái con này nó là một cái con biến trở áp. Các bạn nhé, cảm biến nhiệt độ thì nó là con biến trở nhiệt. Đấy. Nhiệt độ thay đổi thì điện trở thay đổi, còn con này là áp suất thay đổi thì biến điện trở thay đổi, thì mình cứ hiểu nó là một cái biến trở áp. Đấy. Thì vị trí của nó nằm ở bộ thân ga. Đấy. Và cụ thể đây thì thường nó nằm ở trong những cái dòng xe có bộ ba cảm biến đây. Đấy, thường nằm ở trong những dòng xe có bộ ba cảm biến, thì cảm biến MAP nó sẽ dùng nguồn chung với cảm biến tay ga. Đấy, và dùng mát chung với lại cảm biến IET rồi là cảm biến tay ga. Đấy, thì nó sẽ nằm trong cục như thế này, là bộ ba cảm biến. Thì cái cảm biến MAP của nó thì mình nhìn thì nó chỉ có một cái lỗ nhỏ để nó đưa áp không khí vào thôi. Đấy, để nó cảm nhận được áp suất ở trong cổ hút động cơ. Đấy. Trong đây nó có ba con cảm biến. Cảm biến IET là cảm biến nhiệt độ khi nạp, nó có cái đầu thò vào trong cổ hút động cơ đây. Đấy, để nó biết được nhiệt độ của không khí nạp vào trong động cơ. Đấy. Hai là cái cảm biến tay ga TP. Đấy. Thì khi mà cái trục tay ga quay vào đây thì là sẽ thay đổi cái tín hiệu điện áp. Đấy, gửi về ECM tín hiệu của cảm biến tay ga. Đấy, và cái cảm biến thứ ba chính là cái cảm biến hôm nay mình đang nghiên cứu, nó chính là cái cảm biến MAP, chính là cảm biến áp suất trong cổ hút của động cơ. Đấy, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ như thế các bạn nhé. Đấy, thì bộ ba cảm biến này thì con áp suất nó dùng nguồn chung là 5V ECM đưa tới cấp cho tới. Thì con này trong bộ ba cảm biến nó sẽ dùng nguồn chung với cảm biến tay ga. Đấy, còn âm từ ECM cấp tới thì nó sẽ dùng chung với lại cảm biến IET, cảm biến nhiệt độ khí nạp và cảm biến tay ga. Đấy. Cho nên nếu mà cái con cảm biến MAP này mà báo lỗi số 1, một nháy đấy, thì kiểm tra rất là đơn giản. Đấy. Nếu mà nguồn chung 5V nó đứt thì nó sẽ báo theo những cái cảm biến khác cũng lỗi theo. Nhưng mà nếu mà một cảm biến MAP mà báo hỏng là một nháy thì mình sẽ kiểm tra ngay cái dây tín hiệu gửi về ECM này. Đấy, xem có đứt hoặc có chập chạm gì không. Đấy, thì là mình sẽ phát hiện ngay. Đấy, thì mình kiểm tra rút cảm biến ra và mình đo thông mạch, cũng như là đo ai có chập chạm sang cái dây khác không, hay là chạm ra mát sườn không, thì nó sẽ báo lỗi số 1. Thì kiểm tra còn cảm biến MAP này rất là đơn giản. Đấy, thì cái vị trí của nó là nằm ở bộ thân ga. Đấy, còn chức năng cụ thể của nó là nhận biết áp suất trong cổ hút, gửi tín hiệu đến ECM để thay đổi cái lượng xăng phun. Đây là tín hiệu cảm biến MAP gửi về ECM đây. Đấy. Để thay đổi cái lượng xăng phun. Đấy. Còn cái nguyên lý hoạt động của cảm biến MAP này thì rất là đơn giản. Nguyên lý hoạt động của cảm biến MAP này có một cấu trúc màng cao su các bạn nhé. Có một cấu trúc màng cao su. Khi áp suất thay đổi thì màng cao su thay đổi một biến trở. Đấy. Biến trở hoạt động làm thay đổi tín hiệu điện áp gửi về ECM. Và ECM sẽ tính toán cái lượng xăng phun cần thiết để cung cấp cho động cơ. Đấy. Khi mà mình mở ga nhỏ nhé, thì áp suất cổ hút thấp, điện trở MAP giảm, tín hiệu điện áp giảm, cho nên là ECM tính lượng xăng phun sẽ ít đi. Đấy. Còn khi mà mình ga lớn lên, áp suất cổ hút cao, điện trở MAP tăng lên, tín hiệu điện áp tăng, thì ECM sẽ tính phun nhiều xăng lên. Đấy, đây là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy. Thế mà thông số điện áp của cảm biến này, nếu mà ở áp suất thấp thì nó nằm trong khoảng 0,5V. Đấy. Còn nếu mà trong lúc mà áp suất cao thì nó ở cho đến khoảng 3,4V. Đấy, đây là cái điện áp của cái cảm biến áp suất này. Cảm biến MAP thì là nó chỉ có đơn giản thế thôi. Đấy.
nó là cái biến trở áp áp suất thay đổi, thì thay đổi cái điện trở để gửi một tín hiệu điện áp gửi về EAC để EAC thay đổi cái lượng phun xăng, thế thôi. Đây là cái con cảm biến map. Thế cái trong cái dòng xe Honda thì cái cảm biến này nếu mà ví dụ nó có hỏng thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhỏ trong việc tác động điều chỉnh phun nhiên liệu. Bởi vậy khi mà cái cảm biến này mà hỏng đấy thì xe chạy thì mình cũng không cảm nhận được cái triệu chứng gì bất thường lắm, cho nó ảnh hưởng rất là nhỏ trên những cái dòng xe Honda. Đấy. Còn cái phương thức mà mình kiểm tra để mà xem khi mà báo tín báo lỗi số 1 thì cái kiểm tra còn cảm biến map này cực kỳ đơn giản. Đấy. Các bạn chỉ cần rút cảm biến ra và đo thông mạch dây tín hiệu gửi về EC xem có bị đứt không. Nếu đứt sẽ báo lỗi số 1. Đấy. Xem có bị đứt không, xem có chập chạm ra khung sườn hoặc vào các dây mát dây khác không. Đấy. Nếu mà nó chập chạm ra khung sườn thì nó cũng là báo lỗi. Đấy. Còn nếu mà không có chập chạm, đứt không đứt dây gì thì có thể trong ECM đấy, cái mạch tín hiệu cảm biến này có vấn đề. Đấy. Thì cái này thì ECM sẽ được kiểm tra bằng máy, nếu mà các bạn có máy Motocam ví dụ 110 này thì cắm vào máy sẽ test ECM thì sẽ biết ngay là có lỗi mạch ở trong này không. Đấy là về những các bạn có máy. Đấy, giờ ngày nay kiểm tra những cái ECM này rất đơn giản, chỉ cần cắm vào máy qua Motobox là Motocam sẽ kiểm tra được cái cụm ECM này xem có lỗi mạch gì ở trong ECM không. Đấy, cái chức năng này là chức năng cao cấp của máy Motocam. Thì cái mạch cảm biến map này cũng như cái cấu tạo của nó thì cũng rất là đơn giản. Đấy, nó nằm ở trong cái bộ ba cảm biến này. Đấy. Có một bài trước đó mình đã chia sẻ về cái đo điện trở cũng như cái cấu tạo của cái bộ ba cảm biến này rồi. Thì nay mình chỉ học cụ thể một cái con cảm biến map là cái con cảm biến áp suất của hút, thì nó chỉ có thế thôi. Đấy, nó chính là nằm ở trong cái bộ ba cảm biến này và nó chỉ có một cái lỗ nhỏ để đưa áp suất vào trong để nó cảm nhận được thôi. Đấy, thay đổi cái màng cao su silicon thì là thay đổi một cái biến trở để cái cảm biến này gửi tín hiệu về ECM để tính toán cái lượng phun xăng nhiên liệu sao cho nó hợp lý ở những cái áp suất, những cái giải áp suất khác nhau. Đấy, thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn về cái con cảm biến map này. Đấy. Hôm nay mình cũng xin dừng cái bài ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Mình sẽ đo cụ thể ở trên xe và tìm hiểu về những cái con cảm biến như cảm biến oxy. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.